Xin chào tất cả các bạn. Video này mình làm theo yêu cầu của một bạn ở trên kênh của mình. Bạn ấy có nhờ mình hướng dẫn cách buộc một đường câu năng C, câu lăng C nhá. Thì mình hướng dẫn cho bạn thứ nhất là cái nút buộc. Các bạn có thể dùng cái nút buộc như trước mình hướng dẫn để buộc lục. Đấy. Cái này mình hướng dẫn rồi. Đấy, nút buộc câu lục đây mình hướng dẫn lần trước cho các bạn rồi. Đấy, nút này gồm có khi ta buộc xong ra sẽ có 3 đầu dây thừa này. Đấy, 1, 2, 3 nhá. Và cái dây trục chính đây là 4. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái nút buộc nữa. Cái nút này thì rất là đơn giản, bạn nào cũng buộc được. Các bạn nhớ này, bạn một buộc một dây cũng được, thế nhưng mà nó hay bị đứt thì chúng ta nên nhớ này, chúng ta luồn qua một vòng này, mình sẽ minh họa ở trên cái vòng sắt này nhá, và cước này, cước trắng này, mình luồn qua một vòng này, xong bạn lại luồn lại một vòng nữa. Đây các bạn đã nhìn thấy chưa? Đây sau khi luồn xong rồi đây. Đây các bạn nhìn này, sau khi luồn xong nó sẽ như thế này. Hai dây cước chập vào nhau. Đây là cái phần dây trục chính này. Cách này thì lại cực kỳ đơn giản, cái nút buộc này rất thông dụng. Gần như là bạn nào cũng biết. Nhưng mà nút này nó rất là chắc chắn. Nhìn thế này thôi. Đây cái phần dây gập đôi lại đây, các bạn này chú ý cái phần dây gập đôi đây. Bạn chỉ việc quấn cho mình. Đây. Bạn vòng một vòng này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Mình vòng đúng một vòng đây nhá. Đây một vòng như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn quấn từ trên xuống dưới. Đây cái dây đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn rõ chưa? Các bạn quấn từ trên xuống dưới cho mình. Ở cái dây chập đôi này. Nhớ này, chỗ này vẫn để phải để lỗ này. Bạn quấn trên xuống cho mình. Một này. Một này. Hai này. Ba vòng này. Bốn vòng này. Năm vòng này. Và các bạn xỏ qua cái lỗ bên dưới này. Bạn chừa lỗ bên dưới phải không? 5 vòng rồi. Đây các bạn xỏ qua lỗ như này. Đấy các bạn nhìn rõ chưa? Đây cái lỗ đây. Xong ta chỉ việc rút. Đấy, rút từ từ thôi. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Rút rất từ từ. Rút đều cả hai đầu dây. Đầu dây trục và đầu dây gấp đôi đây. Rút chậm rồi. Đấy. Xong các bạn gì? Tay các bạn vẫn giữ ở cái đầu dây dưới này. Đấy, tay các bạn vẫn giữ đây. Bạn kéo đầu dây trục. Kéo cả hai đồng thời cả hai sợi dây nhá. Đây kéo đồng thời cả hai sợi dây đây. Bạn kéo giúp mình như này. Đấy. Bây giờ bỏ cái đầu dây dưới ra và chỉ kéo dây trục thôi. Đây, các bạn đã buộc xong cái nút để chúng ta nối giữa các đầu dây. Đấy, khi ráp một đường năng C đây. Nút này rất đơn giản, các bạn nhớ đầu dây quanh dưới này. Đây, sợi dây trục chính này. Cọng của nó thừa đây. Bây giờ mình sẽ cắt đi nhá. Đây, mình có thể dùng kéo hoặc dùng cái bấm móng tay mình cắt đi. Các bạn nhớ là đừng bấm sát quá nhé. Chúng ta bấm cách ra một đoạn. Các bạn nhìn này. Bấm chừa ra một đoạn. Đây, trên này cũng vậy. Thank you.
Sau khi xong chúng ta sẽ có nút như này. Trên nó thừa cho một đoạn dây và dưới nó thừa hai. Các bạn thít thoải mái. Đây các bạn nhìn này. Rất chắc chắn. Thoải mái đi các bạn. Đấy là cách mình dẫn các bạn buộc nút để ráp các đường dây khi câu lăng xê nhá. Xong cách buộc rồi nhá. Với cái nút này là kích nút buộc lục, các bạn cũng có thể áp dụng được. Đây, mình hướng dẫn lần trước rồi. Đây, các bạn có thể tìm trên video ở trên YouTube cách mình hướng dẫn buộc linh lục ấy, các bạn tham khảo luôn này, cũng dùng buộc để câu lăng xê được. Và thông thường thông thường các bạn nhé, là mình buộc giống với cái nút giống với cái nút buộc linh lục này, thừa 3 đầu dây này, 1 2 3 và dây trục đây, thì mình hay áp dụng cái nút đấy hơn. 1 2 3 cũng vậy, nhỏ lắm các bạn nhờ, khó nhìn lắm này. Đấy, nhưng rất chắc chắn luôn này. Còn cái nút thứ hai này, cái nút này thì mình hay áp dụng vào để buộc dù các bạn, buộc dây dù ấy. Đấy, đây buộc dây dù này. Đây này, mình hay áp dụng vào buộc dây dù các bạn này, nhưng mình chỉ đút một dây thôi, không đút hai vòng dây đâu. Đây là mình dẫn các bạn buộc dây cước. Đây các bạn buộc dây cước nhá, thì các bạn mới buộc như này. Đấy, mới có 3 đầu thừa ra thôi phải không. Thế nhưng buộc bằng dây dù thì chỉ thừa một đầu thôi. Đấy, thừa một đầu duy nhất. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp một đường câu lăng xê cơ bản. Đây, mình hay buộc cái này với một cái khóa số 8. Vì sao mình hay buộc cái này? Đấy, mình áp dụng cho cả câu lục nữa luôn. Ở đây là cách buộc của mình nhá. Bạn nào mà không thích thì cũng đừng có lem đá. Đấy, mình nói trước là như vậy. Đây là cách buộc của mình. Đấy, bạn nào mà không thích thì cũng đừng có lem đá. Đấy, mình chia sẻ cho các bạn mới tập câu bộ môn câu lăng xê. Đấy, cái bạn trên kênh của mình bạn hỏi thì mình làm video này. Đấy, mình hay chơi như này, mình buộc như này. Bạn nào không thích thì bạn buộc cái khác nha. Đấy, dây trục đây, mình buộc một cái khóa số 8. Đấy, khóa số 8 đây. Cục chì đây, cục chì thì mình buộc rất nhiều cách. Đây, mình có thể dùng một cái khóa như cái khóa linh các bạn câu lục. Đây, bên dưới này mình buộc một cái khóa số 8. Tùy bạn buộc nhá. Thì mình sẽ lắp ráp như sau. Cái khóa này ta sẽ móc vào khóa số 8 này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, các bạn vừa xong các bạn đã ráp chì vào rồi này. Đây, chì vào dây trục này, khóa số 8 này, móc cái khóa, một cái móc khóa vào khóa số 8 này. Còn ở phần bên dưới này, cái khóa số 8 này để làm gì? Tiếp tục ta móc bộ lăng xê vào. Đây, khóa của bộ lăng xê đây, ta móc vào, ta móc vào như này. Đây, bộ lăng xê đây, ở đây sẽ là một cái móc khóa này, một cái khóa số 8 này, cục chì này, nhìn thấy chưa các bạn, nhìn thấy chưa, cục chì này, đây là một cái móc khóa nữa và một cái khóa số 8 nữa. Đây mình hay ráp như này. Đấy, để câu lăng xê. Đấy, đấy là câu có chì nhá, câu có chì các bạn nhé. Đây này, đây cách câu có chì này.
hoặc cũng thể dùng hai móc khóa buộc hai đầu, hai móc khóa buộc hai đầu chì ở giữa. Ở đây là mình dùng một móc khóa này và một khóa số 8 chì ở giữa. Các bạn nhìn thấy chưa? Cách giáp cũng tương tự. Cái móc khóa này các bạn móc vào khóa số 8 ở dây trục của mình. Đấy. Còn cái khóa này để làm gì? Ta sẽ móc vào cái khóa năng C này. Làm kiểu này thì rất là tiện lợi cho các bạn thay lưỡi năng C. Đấy. Bạn nhìn chưa? Đây cũng là một đường này, một đường câu này. Gồm khóa số 8 này. Đây là khóa số 8 này. Móc khóa này, chì này. Móc khóa này. Móc khóa nữa này. Lưỡi đang C này. Đấy. Đây là cách thứ hai nhá. Cách thứ ba thì này mình buộc chì như này. Rất đơn giản, bạn buộc cục chì giữa, thắt nút hai đầu. Đấy, chừa nó độ rộng ra để ta lồng cục chì qua được. Các bạn nhìn chưa? Lồng cục chì qua được. Ta sẽ làm thế nào? Đấy, cái này không cần khóa nhé, cái này rất đơn giản. Cách này rất đơn giản này, tiết kiệm này. Các bạn chỉ cần lồng gì? Một đầu dây. Đấy, qua này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cái lỗ rất to phải không? Ta sẽ đút cục chì qua. Đây. Mình cũng ráp xong một đường ở đây. Đây chỉ có khóa số 8 này. Dây dù bệ này, chì này. Ở đây ta còn một cái vòng thắt nữa. Đã thắt sẵn rồi, để mà làm gì? Móc bộ lưỡi lăng xê vào. Đây. Ta cũng được một đường câu lăng xê. Rất cơ bản. Gồm có lăng xê này. Móc khóa này, hai đầu thắt của dây dù bệ này, chì ở giữa này, và đây là một cái khóa số 8. Đây, đây cũng là một đường câu. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn là câu lăng xê chìm với lại chì. Cái chì có tác dụng gì? Mình nói nhanh luôn. Với cục chì có đầu nhọn này, to này, cỡ khoảng 50g, phù hợp để câu sông. Khi ta ném ấy, cái đầu chì nhọn này luôn hướng phía dưới, thì ta ném xuống cái nước nó sẽ cắm này. Đấy. Khi nước chảy, nước sông chảy ấy, thì nó cắm xuống cái đất như này, nó có độ bám. Cục mồi sẽ lơ lửng đằng sau này. Đấy. Các bạn nhớ vậy. Tác dụng của nó làm gì? Để chúng ta ném cục mồi xa hơn. Đấy. Và thứ hai là tác dụng của nó là giữ cục mồi ở dưới nước để nó không trôi đi. Còn đối với các loại chì nhỏ như này, mình gắn vào lưỡi lăng xê để làm gì? Để tăng tốc độ chìm của mồi. Đấy. Cùng quả lăng xê. Đấy. Tăng tốc độ chìm. Nếu quả lăng xê không thì nó chìm rất chậm. Nếu có thêm chì nó kéo xuống rất nhanh. Đấy. Ví dụ có chì đây này. Chì đây nó kéo xuống cực nhanh. Đấy, kéo xuống. Đấy, sao nó giữ ở dưới mặt nước như này. Tạo độ lưu khi con cá kéo nó giật dây như này. Đấy, các bạn nhớ vậy. Con cá kéo nó giật như này. À, vừa rồi là mình giới thiệu cho các bạn cách giáp một đường câu lăng xê, cách ra một đường câu là lăng xê chìm nhá các bạn nhá. Hoặc các bạn có thể lắp trực tiếp vào
vào cái khóa số 8 này, móc trực tiếp vào như này, móc trực tiếp như này, không cần chì. Đấy, tại sao lại không cần chì? Mình nói thẳng các bạn này, đối với những hồ nào mà đáy bùn nó nhiều, dày sâu, các bạn có chì thì nó sẽ kéo xuống rất sâu, thậm chí cái quả mồi này sẽ lún xuống. Đấy, thì chúng ta sẽ không cần chì, nhưng mà ném thì nó không được xa lắm. Thế nhưng mà rất phù hợp với câu những hồ nào mà nó đáy của nó nhiều bùn các bạn nhé. Các bạn chỉ lắp như này cũng câu được. Những câu sông mà các bạn lắp như này thì cục mồi các bạn chui băng băng ấy. Các bạn nhớ vậy, chỉ câu ở nước lặng. Đấy, bùn nhiều thì câu như này, không cần chì. Còn ở những ao hồ đập rộng thì dùng chì nhỏ như này. Còn đi câu sông nước chảy mạnh dùng chì này, thậm chí chì to nữa, chì 200g cũng có các bạn nhé. Và chì dẹp sẽ có lợi hơn chì tròn. Đấy, vừa rồi là mình đã giới thiệu các bạn toàn bộ cách chúng ta ráp một đường câu lăng xê, câu bom ấy, câu bom, câu lăng xê, câu lan ke, câu chìm nhá, đấy là câu lăng xê chìm. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp một đường lăng xê lổi. Lăng xê lổi thì bắt buộc nó phải có cục chì xuyên tâm này rồi. Các bạn luồn cái dây trục qua. Các bạn nhìn đi. Này, dây trục qua đây. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đấy. Bắt buộc ở trên dây trục của bạn phải có chặn. Chặn phao. Đây, chặn phao đây. Tay dùng chặn phao để làm gì? Để giữ cái phao của các bạn. Này nha. Đây. Mình sẽ nắp phao lăng xê lổi vào đây. Đây, cái phao lăng xê lổi đây. Mình sẽ lắp vào như này. Đây. Các bạn nhìn rõ chưa? Đây, chì nó sẽ như thế này, phao nó như thế này. Chì xuyên tâm này. Phao lăng xê lổi đây. Đây là cái khóa số 8. Khóa này các bạn sẽ móc với lại lưỡi lăng xê lổi. Mình minh họa bằng cái lưỡi lăng xê chìm này nhá. Vì mình bây giờ không muốn ra lấy cái lưỡi lăng xê lổi nữa. Đây, minh họa luôn. Đây các bạn, sau khi nắp xong các bạn sẽ có một đường câu như thế này. Đây là lưỡi lăng xê này. Đấy. Đây là phao này. Có chặn này. Ở đây có một cái khóa số 8 này, một cái khóa móc này, cục chì xuyên tâm này. Đấy, cục chì này khi tác dụng của nó làm gì? Khi các bạn là ném ra, nó sẽ như cái con đồng dọc, nó chạy xuống dưới. Nó như này, phao bạn nó lổi như này. Cục chì như này. Đây, cục chì như này. Nó sẽ lổi như này. Đây, ví dụ mình, ví dụ đây. Cục chì nó sẽ như thế này. Đây, phao nó sẽ lổi như này. Cục chì này sẽ giữ luôn. Nó giống như cái mỏ leo giữ. Đấy. Cái phao này sẽ lổi và treo cái bộ lăng xê này nổi trên mặt nước. Khoảng tầm tùy các bạn câu. Các bạn câu mè thì câu 15-25cm. Hoặc nếu chỗ nào mà hồ nó sâu quá mà các bạn không thể câu lục được, ví dụ nó sâu 15m chẳng hạn, bạn không câu lục được. Đấy, bạn câu lăng xê lửng nó sẽ như thế này. Bạn thả xuống tầm độ 4m trở lại. Đấy, 3-4m. Đấy, treo lửng như vậy, cục mồi nó lửng lơ như này. Cái cục chì này sẽ giữ luôn. Và các bạn câu lăng xê lổi. Đây là cách câu lăng xê lổi nhá, cách ra một đường câu nhá. Và bây giờ mình nói luôn, thế tại sao mình lại buộc cái khóa số 8 đây mà không giống như nhiều bạn, các bạn buộc một cái khóa linh
Đấy, giống như cái khóa này. Sao mình không buộc cái khóa link như thế này? Giống nhiều bạn buộc mà mình lại buộc cái khóa số 8. Đấy, thưa các bạn rằng đây. Đấy, nguyên nhân là như này đây. Mình câu kết hợp cả câu lục và câu lăng xê. À, đây là lưỡi lục của mình nhá. Ở lưỡi lục của mình đây, mình có cái khóa như này. Các bạn nhìn nhá. Đây là cái vòng nõi gen dây điện thoại chống sốc này. Đây mình có cái khóa như này. Các bạn nhìn nhá. Đây, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, cái khóa này mình sẽ móc vào cái khóa số 8 này. Nên là đây mình tiện lợi 2 trong 1. Mình câu lục cũng được mà câu lăng xê cũng được. Mình thay ra rất nhanh chóng gọn nhẹ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đường trục của mình đây. Đấy, mình giới thiệu luôn. Đấy, các bạn nhìn ra rõ chưa? Thế tại sao mình lại buộc như vậy? Các bạn hiểu rồi đấy. Mình buộc khóa số 8 đây là tiện cho mình câu lục nữa. Vì câu lục mình gắn một cái khóa này vào dây dây link của lưỡi lục. Có móc khóa đây rồi. Thì mình sẽ nhân tiện đây mình xin giới thiệu luôn cho các bạn. Chỉnh phao câu lục thì bắt buộc ở trên dây trục của bạn phải có hạt chặn này. Hoặc là các bạn dùng chỉ chặn, hoặc là dùng cái nón chặn bằng cao su ấy. Tùy người. Mình hay dùng hạt chặn như này. Các bạn ra hồ câu bạn chỉnh. Bạn ném ra nhá, ví dụ ở mức nước này. Đây, ví dụ ở mức nước này là mình ném xuống là cái phao nó chìm phải không? Cái phao nó chìm có nghĩa là lưỡi nó chạm đáy rồi, thế nhưng mà phao nó chưa nổi trên mặt nước. Tiếp tục ta kéo hạt chặn lên. Đây, kéo lên. Kéo lên cao hơn. Đấy. Thì như một cái dòng dọc, khi ta ném xuống, cái phao nó chạy như cái dòng dọc như này. Đấy. Khi ném xuống cái phao chạy như dòng dọc này. Vô đến mức này chẳng hạn là cái phao của bạn nổi trên mặt nước rồi. Đấy, là các bạn đã biết rằng là lưỡi của mình chạm đáy và phao nổi trên mặt nước. Nhớ là cái phao nổi này tùy vào độ cao các bạn muốn để. Nếu cái phao nổi hẳn cả bầu phao như này, nổi như cái bầu phao như này, nổi đến đây cả bầu phao nguyên như này, có nghĩa là dây của bạn đang bị trùng vì các bạn để dây quá dài. Đấy. Còn nếu nữa phao của bạn mà chìm như này, chìm đến phần ngọn này rồi là lưỡi đã chạm đáy này, và bạn chỉnh tùy mức cao đến đâu. Dụ mình hay chỉnh cao như này. Đấy. Tầm 3-4 cm trên mặt nước như này thì lúc nào cái phao nó cũng nổi như này. Các bạn nhớ nhé, lúc nào phao nó cũng nổi như này, tầm 3-4 cm, lưỡi lúc nào chạm đáy. Các bạn nhận biết được ngay phải không? Nhiều bạn cứ hỏi mình là tại sao đi câu bây giờ không phân biệt được là khi nào lưỡi chạm đáy. Các bạn nên nhớ này, các bạn nên nhớ là các bạn cân phao câu bành hay phao câu tì. Mình nói thẳng phao câu tì nhé, các bạn cân phao câu tì trước này. Là các bạn cân mũ phao nặng nổi phải không? Nếu các bạn thả xuống mà lưỡi nó kéo xuống, phao nó vẫn nổi mũ như này. Đây, nổi là đến đây thôi. Đấy, lập lờ như này là cái lưỡi của bạn đang nổi chưa chạm xuống đáy. Thế khi nào cái đầu ngọn phao của bạn nó nổi lên như này là lưỡi của bạn đã chạm đáy rồi. Đấy. Còn cái phao mà nó vẫn nổi phình phình là cái phao như này, nổi cá bầu biết nó phình phình như này là lúc đấy là dây của bạn đang trùng, lưỡi thì dưới đáy rồi, thế nhưng mà dây nó trùng quá nên cái phao nổi hẳn lên. Còn nếu các bạn câu bành, câu lục bành ấy, thì các bạn cân nó nổi như này phải không? Khoảng tầm 1 cm hoặc là 0,5 cm, nó nổi như này. Thì khi bạn thả phao xuống thì cái phao nó cũng tương tự như câu lục tì thôi. Các bạn mà để trùng quá thì nó nổi hết cả bầu phao lên như này, nổi cả cái phao này như này trên mặt nước, dập dềnh như này là lưỡi của bạn đang bị treo. Còn nếu mà nó tụt xuống như này, tụt xuống như này, các bạn đặt mà nó tụt xuống này là cái phao nó cũng chưa chạm đáy đâu. Nó phao chỉ nhô một tí như này là cái phao của bạn chưa chạm đáy đâu, vẫn đang nổi dập dềnh. Và các bạn phải cân nó cao tụt xuống hẳn như này. Đấy. Lúc nào ngọn phao nó cứ cao như này. Đấy, cao như này. Các bạn để tầm 3-4 cm. Đấy, tầm này.
là chắc chắn lưỡi của bạn đã chìm dưới đáy rồi. Đấy, cái phao lúc này nó chỉ nổi lên ngọn như này để báo tín hiệu. Đấy, các bạn nhớ rõ chưa? Chúc các bạn thành công nhá. Video này là mình làm, mình chia sẻ, giúp đỡ cho một bạn hỏi mình về vấn đề giáp một đường câu lăng C. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn rồi, cách giáp hai đường câu lăng C chìm và câu lăng C lỗi. Và mình hướng dẫn thêm cả cách căn chỉnh phao và giáp một đường câu lục theo cách của mình. Bạn nào thích thì các bạn làm theo, còn bạn nào mà có cách làm riêng thì các bạn làm theo cách của mình nhá. Đấy. Chúc các bạn luôn thành công, lên nhiều cá. Chào tất cả các bạn.